Lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Luca Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zakaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói không được, phải đặt tên cháu là Doan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết tên cháu là Doan. Ai nấy đều bỡ ngỡ, ngay lúc ấy miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa, láng giềng ai nấy đều kinh sợ và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền Judea. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi Đứa trẻ này đồi ra sẽ thế nào đây Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em Cậu bé càng lớn thì tinh thần càng vững mạnh Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel Thưa Cộng đoàn Hôm nay Hội Thánh mừng lễ sinh nhật Thánh Doan Tẩy Giả trong phục vụ của hội thánh ngoài Chúa Giêsu và Đức Mẹ vị thánh duy nhất được hội thánh nhớ ngày sinh nhật dưới đất là thánh Gioan Tẩy giả trong ngày mừng sinh nhật của thánh Gioan Tẩy giả qua các đoạn lời Chúa hội thánh cho chúng ta thấy sự sinh hạ của mỗi con người trên mặt đất là một huyền nhiệm riêng đối với thánh Gioan Tẩy giả Việc ông được sinh ra thực sự là công trình của Thiên Chúa. Thánh Gioan sinh ra vào lúc ông Zacharia và mẹ ngài là bà Elizabeth đều đã cao niên, cả hai không còn khả năng sinh nở. Nhưng điều gì không thể đối với con người, thưa anh chị em, thì điều đó có thể đối với Thiên Chúa. Quan trọng đó là điều Chúa muốn. Chúa muốn là đủ Có thể nói Chúa đã muốn cho Doan xuất hiện Và như thế là đủ Để ông có mặt giữa thế gian Làm người dọn đường cho Chúa Chúng ta cũng vậy thưa anh chị em Tất cả chúng ta đều sinh ra Không chỉ do ý muốn của nhục thể Nhưng Do ý muốn của Thiên Chúa Và đã được Chúa tuyển chọn Cho một sứ vụ quan trọng Ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất hôm nay đã nói lên một kinh nghiệm đức tin thiết thân và cũng là niềm xác tín của dân chúa. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi nói đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Đã nhớ đến tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên những lưỡi gươm sắc bén đã bảo vệ tôi dưới cánh tay của người đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên thánh phaolô sau này thưa anh chị em trong lá thư gửi giáo đoàn galat chính ngài cũng có cùng một niềm sắc tín như vậy ngài viết thiên chúa đã dành riêng tôi từ trong lòng mẹ và đã gọi tôi nhờ ân sủng của người Chúng ta có thể nói Thánh Gioan được Chúa chọn từ khi còn trong lòng mẹ để trở nên ngôn sứ cho chư dân, trở nên người dọn đường hay để làm chứng về ánh sáng. Sự xuất hiện của ông là dấu chỉ của Thiên Chúa yêu thương dân người. Vì thế, thưa cộng đoàn, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy giả hôm nay, chúng ta đừng mời gọi suy gẫm về mầu nhiệm cuộc đời của mỗi người chúng ta. Giống như ông Gioan chúng ta hết thảy đều đã được sinh ra trong ân sủng của Chúa và đã được thanh tẩy, thánh hóa trong bí tích rửa tội để trở nên một sứ giả của tin mừng. Nên người dọn đường cho Chúa đến với dân đất nước, với dân tộc chúng ta hôm nay. Đấng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã viết trong cuốn Đường Hy Vọng những lời đầy ý nghĩa sau đây tại số 621. Ngài viết, đừng để thiên hạ xây dựng thế giới này mỗi ngày mà con không biết không khám phá không thao thức không nhúng tay vào chúa đã cứu chuộc con trao sứ mạng cho con và đặt con vào thế gian trong thế kỷ này thập niên này môi trường này đặt con chứ không phải cục đá khác nhau lắm vậy đừng làm người công giáo bù nhìn